những dự báo thiên tài của bác trong các cái chặng đường lịch sử. Các bạn có biết là ở Bắc Bó Cao Bằng, việc đầu tiên bác làm là viết tác phẩm lịch sử. Lịch sử nước ta bằng thơ đấy các bạn. Bây giờ đảng ta cho in tất cả các tác phẩm của bác, hình thức độc lập từng quyển một, mà dưới dạng sách nhỏ như thế này, để ta dễ tiếp xúc, dễ đọc. Lịch sử nước ta bằng thơ nhé. Dân ta phải biết sử ta, cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam. Mà bác dự báo không sót một cái thời kỳ sự kiện nào. Bác liệt kê các sự kiện của các triều đại lịch sử đã đành. Mà cuối tác phẩm này, bác lại dự báo là 1945 Việt Nam sẽ độc lập. Mà lúc viết là năm 1941-42. Thế mà dự báo 45 độc lập, thì cuối cùng 45 độc lập. Chỉ cần 15 ngày ta giành được chính quyền trong cả nước. Một cuộc cách mạng vĩ đại. Thì đấy là thiên tài của bác. Một cái dự báo nữa, vào lúc bác 70 tuổi, tức là sau sự kiện Đá Trông, sau sự kiện về thăm quê, năm 1960, bác 70 tuổi. Bác chủ trì Đại hội Đảng lần thứ 3 tại Hà Nội. Và Đảng lại bầu bác làm tiếp tục làm chủ tịch Đảng đến phút cuối cùng. Thì cũng chính năm 60, trong một cái dự báo về cách mạng miền Nam, giải phóng miền Nam, bác nói là chậm nhất cũng mất độ 15 năm nữa. Ta làm một phép tính nhầm, năm 60 cộng với 15 thì nó ra năm 75. Đại thắng mùa xuân vào 30 tháng 4 năm 75, ta vừa kỷ niệm 47 năm. Cuối nhiệm kỳ này là nửa thế kỷ giải phóng miền Nam. Thì có thể nói là đấy là dự báo hoàn toàn đúng đắn chính xác của bác. Cái điều đáng nói đấy là bác đưa ra dự báo đây là chậm nhất. Chậm nhất là 15 năm nữa. Như vậy là có thể sớm hơn. Còn có phương án sớm hơn. Phương án sớm hơn ấy chính là tổng tiến công Mậu Thân năm 68. Chứ các bạn về đọc lại cái bài thơ bác viết năm 68 ấy, thì sẽ rõ. Bác là một nhà thơ, chứ bác không chỉ có thư chúc mừng năm mới, thiếp mừng năm mới, bác còn có thơ mừng xuân mới gửi cho toàn dân, toàn đảng, toàn quân. Cái bài thơ năm 68 bác viết thế này: xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp mọi nhà, Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Câu cuối cùng vừa là thơ mà cũng vừa ẩn chứa một thông điệp, một mệnh lệnh nổ súng toàn chiến trường quyết giải phóng miền Nam. Cái sự kiện ấy vĩ đại lắm, đánh thẳng vào tòa đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, làm rung chuyển cả đô thành và tạo đà cho chiến thắng cuối cùng sau này. Nhưng mà cái ý muốn là toàn thắng thì chưa thực hiện được. Tiến lên toàn thắng ắt về ta thì chưa thực hiện được, chưa trọn vẹn. Phải mất thêm 6 năm nữa đến năm 75 thì mới xong. Mà lúc xong cả Sài Gòn dợp bóng cờ đỏ sao vàng thì lại không còn bác nữa. Chỉ còn có bài hát như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng thôi. Nhân đây các bạn nên chú trọng nghiên cứu về nhạc sĩ Phạm Tuyên nhé. Tác giả của cái bài hát nổi tiếng Việt Nam Hồ Chí Minh ấy, như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. 11 giờ 30 phút xe tăng của quân giải phóng mới lật đổ cái cổng sắt của Dinh Ngự Quyền. Mà 2 giờ chiều cả nước đã vang lên bài hát như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng. Cho người ta mới coi nhạc sĩ Phạm Tuyên là người chép sử dân tộc bằng thơ, bằng nhạc là như vậy. Cho nó gắn với các sự kiện lịch sử. Thì phương án sớm nhất, chậm nhất là năm 75. Phương án sớm nhất là có thể năm 68. Chỉ tiếc là tổng tiến công Mậu Thân vĩ đại nhưng mà không trọn vẹn. Các bạn cũng nên biết một cái các cái sự kiện có tính chất lý do nhé. Trong những năm cuối đời của bác,
bác phải chịu đựng nhiều nỗi đau lắm. Một trong những nỗi đau đó là sự ra đi đột ngột của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, 53 tuổi, mà bên thềm tổng tiến công Mậu Thân. Cái mùa hè nóng bỏng tháng 7 năm 1967, tức là thời gian tổng tiến công đến gần đến nơi rồi, thì Đại tướng bị một cơn nhồi máu cơ tim đột ngột qua đời. Mà đau đớn là trước khi đó đã từng đến chào bác. Sau khi báo cáo cặn kẽ với Trung ương, đến chào bác để sớm mai trở lại chiến trường sớm, thì đêm hè định mệnh đó đã lấy đi sự sống của Đại tướng Nguyễn Chí Thanh chỉ vì một cơn nhồi máu cơ tim, 53 tuổi. Đời bác có hai lần chứng kiến hai vị tướng lỗi lạc đều đi ở tuổi 53. Tướng Nguyễn Sơn, rồi tướng Nguyễn Chí Thanh. Mà Nguyễn Chí Thanh là người có một gắn bó rất là máu thịt với Thanh Hóa của chúng ta đây các bạn. Ông đã nhiều lần được Trung ương phái về Thanh Hóa này để cùng với Đảng bộ và nhân dân chống đói những năm tháng khó khăn. Khi mà đến Thanh Hóa, Đại tướng Nguyễn Chí Thanh thấy cái kho thóc kho gạo vẫn chưa mở, vì còn chờ đợi chỉ thị Trung ương. Đại tướng nói là phát ngay thóc gạo để cứu dân đã, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm cái sự kiện đó. Sau này Nguyễn Chí Thanh còn nói một câu đi vào lịch sử: mất đất không bằng mất dân. Mất đất có thể giành lại được, mất dân là mất hết. Đấy. Con người như thế, tài đức như thế, bác phong đại tướng một lần duy nhất, cử thẳng vào chiến trường miền Nam, và bây giờ lại ra đi lúc khởi sự đến nơi rồi. Chứ bác rất đau đớn. Bác nói là bác mất một nửa sự sống. Bác ký lệnh truy tặng huân chương Hồ Chí Minh hạng nhất cho cố đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Cái tấm huân chương này duy nhất chỉ xếp hạng một lần, còn từ đó trở đi không xếp hạng nữa. Là vì thế đấy, trên tuổi trẻ chúng ta nên để tâm sức nghiên cứu các bài học từ những học trò xuất sắc của bác, trong đó có Nguyễn Chí Thanh. Trong tiểu sử của đại tướng Nguyễn Chí Thanh ấy, ta mới biết được là 21 tuổi, 21 tuổi là ít hơn các bạn nhiều lắm, đúng không? 21 tuổi đã là bí thư tỉnh ủy rồi. Bí thư tỉnh ủy Thừa Thiên Huế nhá, Nguyễn Chí Thanh. Cho nên bác mới biết được tài năng như vậy, bác mới đề nghị bổ sung vào Trung ương ấy. Mà chính bác là đặt tên cho đại tướng là Nguyễn Chí Thanh đấy. Chứ ông tên là Nguyễn Vịnh cơ mà. Tên ông là Nguyễn Vịnh. Sau này con trai là Nguyễn Chí Vịnh đấy, thượng tướng, thứ trưởng quốc phòng. Bác đặt tên là Nguyễn Chí Thanh. Tên rất đẹp. Thế mà lúc đọc danh sách nhân sự Trung ương bổ sung Nguyễn Chí Thanh, ông có ngồi yên cả chứ. Ông tưởng là người nào đó chứ không phải ông. Đến lúc đồng chí Phạm Văn Đồng phải nói nhỏ vào tai, đấy là anh đấy. Bác đặt tên cho anh đấy. Anh lên với bác thì mới biết đấy chứ. Đấy. Chúng ta có những học trò của bác xuất sắc đến như thế nhé. Mà với Thanh Hóa chúng ta đấy, tôi nhắc lại, Nguyễn Chí Thanh có một tình cảm rất đặc biệt. Từ Thanh Hóa, Quảng Bình, rồi tất Quảng Trị miền Trung. Gió Đại Phong là thế đấy. Bắt đầu từ ý tưởng của Nguyễn Chí Thanh cả đấy chứ. Mà các bạn lại có cả một cái ban chuyên nôn môn là ban phong trào, tức là cả công nhân, nông dân, mặt trận này. Mà trong đó đặc biệt chú trọng xung kích của tuổi trẻ và xây dựng nông thôn mới này, thì hãy học tập tư tưởng gần dân, tư tưởng trọng nông nghiệp của Nguyễn Chí Thanh. Khi ông còn là một cán bộ chính trị, khi ông còn được Bác Hồ chuẩn bị giao cho trọng trách đại tướng. Còn Đức Khiêm Tốn nhé. Đức Khiêm Tốn thì tôi kể cho các bạn nghe câu chuyện như thế này. Trong chiến tranh thì cán bộ, chiến sĩ, tướng lĩnh cùng đi chung trên một chuyến phà chen chúc chật chội, đó là chuyện bình thường. Thế có một lần đi công tác, Nguyễn Chí Thanh đi trên một chuyến phà và đoàn người cứ chen chúc nhau đẫm cả mồ hôi thế này. Có một anh bộ đội đeo ba lô trên vai ướt đẫm cả mồ hôi này, cứ cằn nhằn là biết thế này thì chẳng về cho nó xong, tức là về phép đấy. Vì đi đường đã hết nhẵn thời gian rồi,
về đến nhà là không còn thời gian nữa, phải đi ngay thì mới kịp phép, chứ không thì sẽ bị kỷ luật vì quá phép. Thế là cứ cằn nhằn biết thế này chẳng về cho nó xong. Ai ngờ Nguyễn Chí Thanh đến ngơi, khuôn mặt rất hiền từ, ăn mặc rất giản dị như một người dân, không ai nhận ra là vị tướng đâu. Mới vỗ vai vào cái anh bộ đội này, bảo thế cậu có mang giấy đi đường không, tức là giấy công lệnh ấy các bạn. Anh bộ đội này chẳng biết ông này là ai mà đang cau có như thế này, lại có một người hỏi như thế, cứ vùng vằng bảo ông biết gì mà ông cứ hỏi lôi thôi với tôi thế. Bảo không, cậu cứ cho tớ hỏi là cậu có mang giấy đi đường không, nếu có đưa tớ tới bày cho cách. Thế nghe tiếng giọng Huế rất là dịu dàng, thế mới vội vàng rút cái tờ công lệnh trong túi ra, nó đã ướt đẫm mồ hôi nhòe nhoẹt cả. Đại tướng vuốt thẳng cái tờ công lệnh đó, ông lấy bút ghi bút phê vào cái góc ấy, cho nghỉ phép ở nhà đúng 15 ngày với vợ con, không kể ngày đi và ngày về, ký tên Nguyễn Chí Thanh. Bảo cậu cứ về đi, yên tâm mà về đi, không sao đâu. Và ông góp ý với Cục Chính sách Bộ Quốc phòng phải điều chỉnh ngay chính sách cho nó hợp lý. Đấy, đấy là một tấm gương về người lãnh đạo quan tâm và thấu hiểu cuộc sống của người cấp dưới và nhân viên chiến sĩ như thế nào, từ bài học nhân cách Nguyễn Chí Thanh. Lại một cái chuyện này chứ, chuyện nó vừa là chuyện thật mà nó trở thành giai thoại nữa cơ. Tức là lại một lần đi công tác qua một khu rừng, gần đó có một cái đoạn suối, một ông cán bộ quân đội trung đoàn trưởng, chắc là cũng là con nhà khá giả, ngại cởi giày dép, cởi giày, ngại sắn quần, nhìn trước nhìn sau thấy một ông già trung niên cứ như người nông dân đi hái củi vậy, có biết đâu là đại tướng Nguyễn Chí Thanh, mới đến vỗ vai bảo chứ cậu cõng tôi qua suối ấy. Thế mà cõng đó các bạn, cõng thoải mái không sao cả. Cõng xong rồi mới đặt ông trung đoàn trưởng này trước một cái mô đất cao ráo sạch sẽ, mới nhìn vào đối diện nhau bảo cậu có biết tớ là ai không. Nguyễn Chí Thanh là tổng cục chính trị đấy. Ông này sợ quá không? Xin lỗi. Và thôi không biết thì không sao, nhưng đã biết rồi thì phải nhớ nhé. Tớ không phải là chiến sĩ của cậu đâu, tớ là chỉ huy của cậu cơ. Làm cán bộ thì phải biết thương người, thương chiến sĩ, thương cấp dưới, chứ đừng có khệnh khạng như thế. Đấy, những cái bài học như vậy có đáng để chúng ta suy ngẫm về đạo đức, về trách nhiệm? Chắc chắn là có chứ. Thì những ảnh hưởng của Bác Hồ vào các thế hệ cán bộ chúng ta như vậy, mà bắt đầu từ sự kiện kỷ niệm những ngày chiến tranh gian khổ ở Đá Trông, ta nghĩ đến Bác. Tôi muốn nói thêm với các bạn một cái chi tiết này. Sau tổng tiến công Mậu Thân năm 68 thì ta cũng không ngờ rằng Bác chỉ còn có thể viết một bài thơ xuân cuối cùng nữa vào năm 69, xuân Kỷ Dậu. Năm Bác mất là năm Dậu nhé, năm Kỷ Dậu. Cái bài thơ xuân năm 69 ấy vẫn hết sức lạc quan tin tưởng, vẫn hết sức đằm thắm, niềm tin rất mãnh liệt. Nhưng nỗi lòng của Bác đã có cái gì khắc khoải dằn vặt lắm rồi. Bác viết là xuân năm qua thắng lợi vẻ vang, năm nay tiền tuyến chắc càng thắng to, vì độc lập, vì tự do, là mục tiêu đấy, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào, đấy là phương thức. Tiến lên chiến sĩ đồng bào, Bắc Nam sum họp, xuân nào vui hơn. Câu kết thúc tràn đầy lạc quan mà chỉ nghĩ đến miền Nam. Viết xong bài thơ đó, sức khỏe của Bác đã yếu lắm, nhưng Bác vẫn cố để tiếp đoàn đại biểu miền Nam ra thăm. Cái đoàn đại biểu mặt trận giải phóng ấy, do bác sĩ Phùng Văn Cung làm trưởng đoàn, ra thăm bác tiếp. Bác ôm lấy bác sĩ trưởng đoàn, bác khóc. Bác nói là với miền Nam, có nói trăm câu, nghìn câu, vạn câu cũng vẫn là không đủ. Hôm nay gặp các vị đại diện cho đồng bào miền Nam ở đây, tôi chỉ xin nói một câu. Bác đọc câu thơ là bao giờ Nam Bắc một nhà, Việt Nam đại thắng chúng ta vui mừng. Rồi bác khóc. Mà trong đoàn có rất nhiều các cháu gái,
các nữ dũng sĩ diệt Mỹ. Bác cho ra Hà Nội, ra miền Bắc để chữa bệnh đấy, vì chiến trường ác liệt lắm. Có lần bác dặn với Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch, anh hùng lao động đấy, mà hy sinh trong sự kiện Mậu Thân đấy, và cuối cùng được truy tặng anh hùng lao động. Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch bác nói thế này này: chiến trường miền Nam ác liệt lắm, các chú phải nghiên cứu khẩn trương các loại thuốc chữa bệnh và thuốc bổ cho các cháu gái, vì chiến trường rất ác liệt. Cho nên để rồi chiến tranh kết thúc, khi có điều kiện trở lại cuộc sống bình thường, các cháu gái vẫn có thể làm vợ và làm mẹ được. Thì thể hiện rất rõ cái tấm lòng nhân văn của bác, thương yêu của bác với con người và thấu hiểu cuộc sống con người như thế nào. Ta không thể ngờ được rằng là trong vườn cây của bác, bao nhiêu lần ta vào thăm mà ta có để ý đâu, có cả khu trồng bồ kết đấy các bạn. Quả bồ kết là để gội đầu cho các cháu gái bác cho gửi ra chiến trường. Đấy. Thì để hiểu rằng là tình cảm của bác thế nào, đúng trong cái câu là miền Nam trong trái tim tôi. Các cháu gái nhìn thấy bác đi lại khó khăn, vất vả, yếu rồi, trên xót xa cứ khóc. Bác động viên là ra miền Bắc với bác, với Trung ương, với đồng bào thì phải vui lên. Sao mà khóc nhiều vậy? Các cháu lại càng nức nở. Bảo thưa bác, trong chiến trường hy sinh mấy chúng cháu cũng không sợ. Gian khổ thiếu thốn mấy cũng chịu đựng được. Chúng cháu chỉ sợ nhất một điều, phải nghe tin bác Hồ 100 tuổi. Tức là nói bác mất đấy. Bác rất xúc động. Bác quay sang bên cạnh thì thấy ngay Thủ tướng Phạm Văn Đồng đang đứng đó. Vì ông bao giờ cũng đi cùng với bác mỗi lần tiếp khách, nhất là miền Nam. Bác hỏi ngay, chú Tô, năm nay bác bao nhiêu tuổi? Thưa bác, năm nay bác 79 tuổi. Bác nói ngay này, vậy còn những 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Ta hỏi bác theo nghĩa tượng trưng, bác lại trả lời theo nghĩa cụ thể, đúng không? 21 năm nữa bác mới 100 tuổi. Bác nói đánh Mỹ 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói đánh Mỹ 21 năm đâu. Các cháu cứ làm việc, đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe thì vẫn gặp được bác. Đấy là bác an ủi thôi. Chứ chỉ mấy tháng sau là bác vĩnh biệt chúng ta. Đấy là điều mà chúng ta không thể nào quên trong cái sự kiện bài thơ xuân cuối cùng năm 69, năm Kỷ Dậu, năm bác mất đấy. Nên bao nhiêu sự kiện như vậy để nhắc nhở chúng ta không bao giờ quên bác, với tất cả lòng thành kính vô hạn về người đã cho cuộc sống của chúng ta.